Trường mầm non Nam Phương Tiến, huyện Trường Mỹ, Hà Nội. Những ngày này các giáo viên đang tất bật dọn dẹp vệ sinh, khử khuẩn đồ dùng trong trường học. Sau khi nước rút, từ giường chiếu, rèm cửa đến đồ chơi cho trẻ đều phải được giặt giũ, khử khuẩn sạch sẽ. Cái hôm mà nước rút đến đây thì nước đến đâu thì chúng tôi dọn đến đấy thôi, nhưng mà quang cảnh phải nói là bề bộn cô ạ. Thì chúng tôi đến chúng tôi phải dọn từng bước một, bởi vì là rác nhiều này, bùn nhiều này. Và chúng tôi phải cào, phải quét, dọn. Sau đó thì được các cơ quan đoàn thể giúp, có cả các đồng chí ở trong ban phòng cháy chữa cháy đến mang máy phụt đến và phụt hỗ trợ chúng tôi với sạch được đấy ạ. Sau khi mà nước rút xong, các hộ đến tổng vệ sinh 1 đến 2 tuần để đảm bảo cơ sở vật chất cho các con, thì nhà trường mới đón các con quay trở lại trường. Trên địa bàn xã Nam Phương Tiến có 3 trường thuộc 3 cấp học với khoảng hơn 800 học sinh. Hiện các trường học trên địa bàn đã được hỗ trợ dọn vệ sinh, khử khuẩn để sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới. Tại trường Trung học cơ sở Nam Phương Tiến A, do trường được thiết kế theo mô hình nhà chống lũ nên thiệt hại không đáng kể. Tuy nhiên, cũng có một số hạng mục bị ảnh hưởng. Tường bao của chúng ta này nó đã bị nứt ra rất là nhiều rồi. Toàn bộ cái hệ thống cây của nhà trường đa số thì cũng do bị úng nên là đã chết rất là nhiều. Trong cái khoảng thời gian này thì chúng tôi khắc phục và tổng vệ sinh nhà trường. Thì nếu như mà cái việc mà nước rút sớm ở một số tuyến đường để học sinh có thể đến trường sớm thì chúng tôi có thể cho học sinh quay trở lại vào ngày 15 tháng 8. Với sự nỗ lực của địa phương và người dân vùng lũ, năm học mới vẫn được chuẩn bị khá chu đáo. Các điều kiện về cơ sở vật chất, đồ dùng học tập cho đến sách giáo khoa cho học sinh. Đối với trường học thì chúng tôi ưu tiên đầu tiên là ngay ngày 4 tháng 8 chúng tôi đã huy động lực lượng của xã cũng như là lực lượng công an, quân đội để chúng tôi tiến hành vệ sinh, tổng vệ sinh cho 3 khu trường học, mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Thì đến nay thì các nhà trường đang bố trí sắp xếp lại bàn ghế cũng như các cái trang thiết bị giảng dạy để tiến tới để đón các trẻ đến trường. Sau gần nửa tháng ngập lụt, 4 thôn Nam Hải, Nhân Lý, Hạnh Bồ, Hạnh Côn thuộc vùng rốn lũ của xã Nam Phương Tiến đã cơ bản cạn nước. Ngay sau khi nước rút, Ủy ban Nhân dân huyện Trường Mỹ đã chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai đồng bộ các phương án tổng vệ sinh môi trường, hỗ trợ để sớm ổn định cuộc sống của nhân dân.